Chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh Tây Bắc Food Travel. Hôm nay tôi giới thiệu anh em một cảnh đẹp của Tây Bắc. Đây là một cánh đồng lúa của bà con dân tộc Mông. Ta thường trồng lúa trên ngọn đồi rất là cao này. Anh em nhìn thấy mây trắng vờn quanh núi, cảnh rất là hữu tình. Đây, bà con trồng lúa ở đây này. Ở đây trồng rất là tự nhiên nhé, không có nước đâu. Đây là gọi là lúa nương. Cái nếp nương mà nổi tiếng của Điện Biên ấy, anh em thấy chỉ trồng ở nhà thôi, một năm chỉ được một vụ thôi nhá. Người ta trồng một trên một đồi này, bao la bát ngát, phong cảnh gọi là hữu tình, đẹp vô đối rồi. Anh em dân thủ phượt nào muốn lên Tây Bắc chơi thì không thể bỏ qua cái cảnh này được, quá đẹp luôn. Đây, tôi lại gần đây cho anh em xem. Đấy, một cánh đồng bao la. Tôi quay điện thoại chắc là hơi rung, anh em cứ từ từ chiêm ngưỡng đây, tôi đứng lại tránh rung cho anh em. Anh em thấy thế nào? Quá đẹp luôn. Đây này, bên này do đất xấu quá, cây lúa không mọc được mấy. Toàn dương xỉ mọc cùng. Đây, ở đây có tổ dế mèn này. Đặc điểm là lúa trên này nó kiểu đất người ta trồng lâu năm hơi cằn đấy, cây lúa rất là vàng. Với lại toàn làm lúa này toàn dựa vào thời tiết thôi, vì trời mưa thì mới có nước. Anh em xem rồi, trên núi cao này không biết kiếm đâu ra nước để tưới. Khu này để các dân Phật thủ sống ảo thì quá tuyệt vời rồi. Đấy, anh em xem, bạt ngàn luôn. Anh em ai có dịp lên Tây Bắc thì nhớ ghé thăm cửa ngõ vào Điện Biên nhé, Tuần Giáo. Chỗ này là khu vực Tinh Phong của Tuần Giáo. Đây có mấy cây lúa chuẩn bị trổ bông rồi này. Đấy, khu vực này có vẻ là tốt hơn vì cây lúa lên rất là cao. Ui, bạt ngàn, nhìn thích mắt thật. Đây, đây là một cái lán của bà con dân tộc Mông. Người ta để trông nương lúa này, tránh để trâu bò vào ăn. Anh em xem này, chỗ này rất là cằn, còn chỗ này lại tốt. Chúng ta cùng đi vào thăm ngôi nhà này nhá. Ui, sập sệ rồi anh em ạ. Đây, mối nó xông hết rồi. Ui, cái giường này nó sao mà ngủ được. Đây, còn lại chữ tôi đọc được cái chữ nhỡ thôi, đúa. Bà con ở trên này đọc hơi ngọng nên là lúa, nên là sẽ đúa. Đây là tiếng tiếng Mông này. Nhà rất là lớn, đơn sơ luôn. Đây là một cái áo, cái cốc rất là thấp đấy, anh em có thể tưởng tượng được. Đây, chỉ thế này thôi. Đây là cỏ danh nhá, lợp bằng cỏ danh. Đấy, mối cũng xông lên rồi này. Cỏ danh này nếu mà lợp nhà to ở rất là mát. Chúng ta tiếp tục nhé. Hôm nay thời tiết không được đẹp lắm. Là khu này chỉ ai thích chụp ảnh lên đây chụp một bộ ảnh cưới rồi tuyệt vời đấy. Đây, may ra có một cái vũng này là lúc mưa là có nước em, còn không là không có nước đâu. Ui rồi, ngút ngàn luôn.
Kìa xa xa trên kia có một cái túp lều nữa kìa anh em thấy không? Gió mát lắm. Đây chỉ có một con đường để đi thôi. À đây này. Cho anh em xem. Đây, lúa đã trổ bông rồi. Được cái lúa trồng ở trên nương này rất là thơm. Có cái đặc sản mà gạo nếp nương Điện Biên này. Với lại bánh chưng gạo nếp nương này. Tôi thấy bán rất là đắt luôn, mấy trăm nghìn một cái ấy. Nhưng mà bà con trên này trồng đấy, nó tương ứng với giá trị trồng rất là khó khăn. Đây, đây là nương của một đồng bào khác rồi, bà con khác rồi. Đấy, anh em thấy trước cảnh núi non rất là đẹp luôn. Đây, tôi quay 360 độ cho anh em xem. Tuyệt vời không? Khu này rất là mát luôn, cái khu Tinh Phong này nó có cái kiểu khí hậu kiểu của Tam Đảo của Vĩnh Phúc ấy, mát quanh năm, mát nước rất là lạnh, uống nước không cần bỏ đá đâu, thoải mái mà uống, có khi viêm họng ấy. Đây, bên này người ta trồng sen cái sắn. Đây, có cái túp lều đằng trước sập xệ quá rồi. Rồi cái túp lều này bình thường người ta chỉ để nghỉ lúc người ta đi làm nương ấy, mưa gió người ta vào thì người ta nghỉ thôi, chứ đây mối sông hết rồi, không biết sập lúc nào đâu. À nhưng mà vẫn chắc lắm. Đây anh em, toàn cảnh, dưới kia là thị trấn nhá. Kìa, dưới kia là thị trấn. Trên khu này có thể ngắm được toàn cảnh thị trấn luôn. Đấy, nương của bà con là trải dài khắp từ đây tới kia. Đây, mây vờn quanh năm luôn. Cảnh quá đẹp. Không còn gì để nói. Tây Bắc chả có gì ngoài cảnh đẹp đâu. Đây anh em xem, tuyệt vời. Tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong các video khám phá du lịch lần sau. Mong anh em ủng hộ kênh mình nhé.